Bây giờ cái móng nó rough rồi ha. Rồi một hồi Okay. nữa. Cái này là Rồi cái ombre mà dùng bột dip. Mình đúng mình không? xài treo. Ok, Ok. nhiều dip nhưng mà xài Rồi cái treo. móng này nó dip xong rồi, mình dip xong rồi cái mình làm cho nó rough tại mình không có muốn cho nó láng. Rồi bây giờ tại cái design này nó require mình xài cái top coat, à mình không phải top coat, base coat, ok? Rồi gel base. Yeah, gel base. Rồi mình xong cái móng xong hết rồi cái mình để gel base lên. Ok. Mà cái gel base này á, thì mình để vô đèn á, mình không có muốn cure lâu, mình để khoảng 15 giây thôi. So in the light 15 giây. So while it's drying in the light, mình lấy màu. I'm gonna show you with black. Tại black, mình ombre black là khó nhất phải không? So I'm gonna show you how easy ombre black tip. Okay. Rồi cái này clear. Mình phải xài cái clear luôn. Rồi cái base nó khô xong ha. 15 giây. Mình dip hết cái móng vô cái clear. Oh. See? And then màu đen. All you do is really quickly. Chấm nhiều. Wow. Chấm vô xong á, phủi. See? And if you want it like more on the tip, just keep dipping it. Cho nó darker. See? If you want it, you know, it depends on your client. See? And then you phủi cái bột á, really good, okay? Rồi mình để top coat lên là xong. That's it? Yeah. Khi mà để cái top coat phải bọc cái đầu cho nó kỹ. Mà mình phải phủi cho nó ra hết cái bột á, before mình để cái top coat. Tại nó còn bột á thì cái top coat của mình nó chip. So you have to dust it really good. I want a spiral. See? You can go down. We curve it right and hit that. Mm-hmm. And it's fast. And then some. So basically, we have to do just that one. Press it, crochet. I don't want to see it. Alright, thank you.